Bài thơ Cần Trục và Mặt Trăng của tác giả Định Hải. Anh cần trục cánh tay dài, vươn đến khỏe, dáng thật oai. Xây tầng 2, xây tầng 4, chạm vầng mây, ngôi nhà lớn. Trăng tỏa sáng, anh câu lên, kìa anh sơn tường vàng óng. Em thích lắm, đứng ngắm hoài, anh cần trục vươn tay dài. Câu trăng sáng lên ngang trời, để anh quét màu vàng tươi.